Tối ngày 22 tháng 11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, gây sạt lở chia cắt giao thông ở nhiều nơi. Hiện nền mặt đường DH3, DH6, DH9 qua địa bàn các xã Trà Mai, Trà Dơn, Trà Tập đã bị sụt lún đứt gãy, hai bên ta luy sạt lở sâu gây chia cắt giao thông. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã khẩn trương giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm các phương tiện trọng tải lớn lưu thông qua khu vực sạt lở. Những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở lan rộng và xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Địa phương đã tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống mưa lũ.